Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh cổ phiếu Kim Cương ở à, Trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 3 tháng 3 Nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 à, thì Trước khi đi vào nội dung chi tiết Rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán à, Thì như tưởng lệ thì bao giờ mình cũng phân tích theo cách nó rất là khác biệt với tất cả những cái kênh chứng khoán khác Và cái cách phân tích ở đây nó là đi theo hướng phân tích định lượng Trên nền tảng hai phương pháp đầu tư Ken của William O'Neill và VSA và, và cái sản phẩm cái thông tin mà kênh cung cấp cho anh chị cũng là những cái thông tin được chất lọc rất là cụ thể và rõ ràng thông qua những cái phương pháp phân tích uh, định tính cụ thể dựa vào những cái hành vi của những nhà đầu tư lớn và tâm lý của những nhà đầu tư nhỏ lẻ để đưa ra các cái thông tin như thường lệ thì bao giờ mình cũng phân tích theo nguyên tắc là từ tổng quan cho đến chi tiết chúng ta sẽ đi từ thị trường chung xong đến các cái nhóm ngành nghề mạnh hơn thị trường chung và sau đó là những cái cổ phiếu mạnh nhất trong thuộc các cái nhóm ngành mạnh nhất trên thị trường chung. Thì đầu tiên với thị trường chung thì các anh chị thấy là với các cái chỉ số index thì hôm nay là một phiên mua vào. Nếu các anh chị mà xem cái nội dung phân tích của cổ phiếu kim cương ngày hôm qua thì mặc dù hôm qua là những cái phiên bán ra khá là mạnh, tuy nhiên là mình vẫn duy trì một cái quan điểm nhận định là thị trường trong cái giai đoạn hiện nay là đang đi lên yếu Sideway đi lên yếu Và hôm nay thì uh, với cái uh, Kết quả hôm nay giao dịch là mua vào, các anh chị có thể thấy là tăng 1,3% Như vậy là nó vẫn củng cố cho cái nhận định của ngày hôm qua và hôm nay chúng ta vẫn đánh giá là đối với thị trường chung Đối với VN30 thì uh, Thì hôm nay thì là hoạt động là Vượt lên đường trung bình MA10 và MA20 rồi Vẫn nằm trong một cái tiểu trên cái hay là một cái trend trung hạn đi lên thì nó vẫn là, là 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 duy trì chúng ta vẫn duy trì cái cái nhận định như vậy vẫn là đi lên vn30 tương tự vậy vn30 thì uh, nằm dưới trung bình uh, đường uh, ma20 mặc dù hôm nay mua vào khá là nhiều 1,6% tuy nhiên là trong cái giai đoạn hiện nay giống như là mình nhận định như phân tích thì uh, trong giai đoạn thị trường sideways yếu đi lên yếu thì cái việc mà nó lên xuống cái đường trung bình ma20 là chuyện rất là bình thường và cái phiên hôm nay nó sẽ củng cố tiếp cho cái nhận định đó chị nhé index thì trên MA10 và trên MA20 HNX index thì là trên MA10 và MA20 đây là cái chỉ số mà đánh giá cái số lượng cổ phiếu tốt thì các chị thấy cái số lượng cổ phiếu tốt thì sau một vài phiên số giảm thì hôm nay nó cũng vẫn duy trì ở mức cỡ là tương đương tương đương với 274 cổ phiếu hoạt động tốt và chỉ số bình quân nó vẫn đi lên như vậy là nó vẫn củng cố cho cái nhận định cái quan điểm, các anh chị thấy là đây là cái nhận định của thị trường và nó là cái chiến lược cái hành động xuyên suốt, thì anh chị có thể xem lại các cái nhận định của cổ phiếu kim cương uh, trong các cái phân tích, cái thời điểm gần đây thì mình vẫn duy trì cái quan điểm như thế này, định đánh giá thị trường là trong cái xu hướng đi lên yếu sideways và hoàn toàn chúng ta có thể nắm giữ các cổ phiếu tốt mạnh, tuy nhiên duy trì ở một cái thị trường vừa phải, vì giai đoạn này không phải là giai đoạn thị trường bùng nổ mà nó chủ yếu là sideways điều đó thì với cái quay như vậy thì chúng ta vẫn có những cơ hội, có những cái dòng cổ phiếu mà cho chúng ta cơ lợi nhuận khá là tốt. À, tiếp theo là về cái nhóm ngành, anh chị có thấy là các cái nhóm ngành mạnh thì à, các anh chị thấy là thị trường chung thì nó chính là bình quân của các cổ phiếu. Tất nhiên là nó sẽ có trọng số tùy theo cái vốn hóa của từng cái doanh nghiệp cũng như từng cổ phiếu. Tuy nhiên nếu các anh chị có một cái cách, chúng ta một cách ước lượng như thế này thì các anh chị thấy là nếu thị trường chung mà đi lên mà tốt thì trong đó cổ phiếu sẽ chia làm hai nhóm một cái nhóm là sẽ mạnh hơn thị trường chung và một cái nhóm yếu hơn thị trường chung thì anh chị có thể thấy nhìn cái chị nhìn ở trên cái file xe này đây đây là những cái nhóm ngành mà là mạnh hơn thị trường chung cái anh chị nhé các chị có thể thấy sẽ là những cái nhóm đây bấm số 1 vào đây thì các chị sẽ thấy đây đấy thì những cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung thì anh chị có thể thấy đây đây các chị sẽ thấy đây nhóm mạnh thị trường chung này bán lẻ này Uh, linh kiện, thiết bị điện, bảo hiểm này, chứng khoán, dịch vụ vận tải, hóa chất chuyên dụng này, khai thác này, à, khai khoáng chung này, nông sản này, phân phối khí đốt liên quan đến dầu khí đấy, à, thép, vận tải biển là đang nhóm đang mạnh ở thị trường chung. Thì trong những cái nhóm này thì khi các anh chị tìm những cổ phiếu mạnh nhất, thì những cổ phiếu mạnh nhất đó thì nó sẽ là nó là mạnh ở thị trường chung thì chúng ta chỉ cần tìm những cổ phiếu mạnh nhất trong các cái nhóm ngành mạnh nhất thì đó là những cái cổ phiếu mà mình gọi là cổ phiếu kim cương. Các anh chị cổ phiếu lưu ý nhé, cái khái niệm cổ phiếu kim cương là một khái niệm mà mình phát triển và xây dựng. Tại sao lại gọi là cổ phiếu kim cương? Bởi vì chúng ta sẽ coi nó giống như những cái viên kim cương và những kim cương này thì nó không phải sáng trong vòng một ngày hai ngày mà nó sáng trong cả một cái nhịp. Và với những cái nhịp sáng như thế thì chúng ta hoàn toàn có những cái cơ hội lợi nhuận rất là tốt. Nếu các anh chị mà theo dõi cái kênh cổ phiếu kim cương phân tích, các anh chị sẽ thấy các cái nhận định ở đây thì mình thứ nhất là nhận định thị trường đều duy trì một quan điểm ổn định các anh chị sẽ không bị phô mô hoặc không bị sợ hãi nhé là một cái thứ hai là các anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy các cái danh sách cổ phiếu hàng ngày đều có những cái sự ổn định đều có những cái sự ổn định đây là các cái nhóm cổ phiếu thì đi vào cái nhận định của ngày hôm nay thì các anh chị có thể thấy là, là vừa rồi là các cái nhóm ngành mạnh nhất thì bây giờ các cái cổ phiếu mạnh nhất các anh chị sẽ thấy chúng ta sẽ có ưu tiên là hai nhóm thứ nhất là nhóm cổ phiếu trên nền là những cổ phiếu cancelim các cổ phiếu tăng trưởng rất là mạnh chị nhé thì các anh chị sẽ thấy này thứ nhất là cái nhóm mạnh nhất tốt nhất là cái nhóm nắm giữ là những cái nhóm mà nó vừa thuộc những cái nhóm ngành mạnh lại là vừa những cổ phiếu hoạt động trên nền và là hiện nay đang chạy rất là ổn anh chị ra trong này thì có một số cổ phiếu chạy rất là mạnh có một số cổ cổ phiếu có thể là chạy yếu hơn hoặc một số cổ phiếu gần nền đấy thì anh chị chỉ đây là ví dụ như là dgwf là tvds hh này thì các anh chị có thể nhìn kỹ vào đây này lát mình sẽ lướt đồ thị để các anh chị xem trong đó thì ngày hôm nay thì các anh chị có thể mua được những cổ phiếu nào tức là những cổ phiếu mua ngày hôm nay là những cổ phiếu khá là gần nền các anh chị có thể mua được vds hôm qua mình cũng giới thiệu cho anh chị mua cổ phiếu vds đúng không ạ thì hôm nay nó vẫn gần nền chúng ta cũng vẫn có thể mua được hcd có thể mua được vaf có thể mua được tng fmc và vto là những cổ phiếu hôm nay chúng ta mua được đấy chị nhé còn những cái cổ phiếu mà có chữ ok này thì là các anh chị thấy là nó sẽ không thuộc những cái nhóm ngành rất mạnh. Tuy nhiên nó cũng là những cổ phiếu trên nền. Tất nhiên chúng ta sẽ không ưu tiên bằng nhóm mà vừa mạnh về nhóm ngành vừa trên nền. Thì những cổ phiếu như HDG, ht 6 SSC, DX, VPI, DAH, đây những cổ phiếu là PVB, PTC, BG, DST và Hút là những cổ phiếu khá là ổn. Các anh chị nắm giữ những cổ phiếu này cũng rất là ok. nhé tiếp theo nhóm đấy thì đến những cổ phiếu trong nền cổ phiếu trong nền thì các anh chị thấy là, là những cổ phiếu mà nó chưa vượt được nền như nó thuộc những cái nhóm ngành mạnh có thể thấy các anh chị nhìn thấy này đấy pit pet các cổ phiếu này đấy pet vừa rồi thì mới chạy nước rút đúng không các anh chị có thấy là mình cũng khuyến nghị cổ phiếu pet này từ trước đó đúng không ạ đây là những cái cổ phiếu mà thuộc hóa chất này vận tải này cái than khí đốt này thép là cũng cổ phiếu khá là ổn tuy nhiên những cổ phiếu này chúng ta sẽ không ưu tiên bằng cái nhóm này anh chị nhé anh chị thấy là cái cách phân tích nó rất là định lượng và rõ ràng Gần như nếu các anh chị theo dõi kênh uh, cổ phiếu Kim Cương trong thời gian gần đây thì mình khẳng định là Mặc dù thị trường chung là là đi ngang Nhưng mà chắc chắn là các anh chị vẫn có lợi nhuận Mình khẳng định là như vậy, các anh chị có thể kiểm tra lại các cái Các cái với nhận định ở đây Nên Các anh chị sẽ thấy đây, chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận nếu các anh chị mua phải những cổ phiếu Những cái phim trước Chắc chắn là các anh chị sẽ có lợi nhuận về như HAH khuyến nghị các anh chị mua từ ngày 21 tháng 2 đúng không ạ? HAX khuyến nghị từ 21 tháng 2. HTG 21 tháng 2. Đúng không ạ? HT6. Ví dụ mình làm ví dụ như thế. Hoặc là các anh chị có thể xem như ngày 28 tháng 2. Ở đây thì mình không chắc chắn là chúng ta sẽ không không phải là nhà tiên tri chúng ta sẽ không mua cổ phiếu chúng được 100% nhưng mình khẳng định là xác suất ở đây các anh chị có thể đảm bảo ở mức 50% và nơi với 50% cái xác suất chung đấy thì chúng ta đều cho những cái lợi nhuận khoảng 20, 30, 40%. Và những cái lần sai thì chúng ta sẽ cắt lỗ tối đa mức 7%. Do vậy là chỉ cần 50% số lần đúng là chúng ta có những cái lợi nhuận rồi. Các anh chị đây có thể xem là bản thân được cái ngày 28 tháng 2 thì là mình cũng khuyến nghị mua là TMS, HAH, DPM và PVD. Đúng không ạ? Các anh chị có thể thấy. Hoặc là trước đó thì cũng đều có. Đúng không ạ? 8 tháng 2. Các anh chị có thể kiểm chứng lại. Đúng không ạ? Điều trước đấy thì có khuyến nghị các anh chị mua là VPI, VPI này nó vẫn chạy khá tốt. Ngân hàng thì không không mạnh nữa sau đó chúng ta sẽ phải bán. Đấy thì các anh chị có thể tham khảo tất cả những cái ngày đều cho các anh chị nếu mà mua theo định hướng gợi ý của cổ phiếu kim cương. Mình không nói là phím hàng nhé, đây chúng ta là phân tích về định lượng. Do vậy chúng ta chia sẻ những cái thứ thông tin nó mang cái chất logic và ổn định. Đấy nhé, các anh chị có thể xem lại ngày 27 đúng không? Chúng ta có VSD, VRC view view thì lại chạy khá là ổn đúng không nó -E rất là cụ thể anh chị nhé thì mình sẽ đi trở lại ngày hôm nay à, thì các anh chị sẽ mình sẽ đi trên đồ thị để các anh chị có thể nhìn đây là nhóm những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất là các cổ phiếu kim cương nha mình sẽ tập trung một cổ phiếu kim cương cuối tuần thì mình sẽ giải đáp các cái cổ phiếu mà theo cái câu hỏi các anh chị mình sẽ cố gắng đi hết các cổ phiếu tuy nhiên trong tuần thì mình sẽ tập trung vào các cổ phiếu mạnh nhất thôi các cổ phiếu kim cương như ví dụ có DGW này chưa vượt đỉnh cũ nhưng mà hiện nay trong cái nhịp này nó là một phiếu khá là mạnh và hiện nay có cơ hội chạy tốt nằm giữ thì ok FRT thì đang chạy rất là tốt đúng không ạ các anh chị có thể xem cổ phiếu FRT này là mình cũng đã khuyến nghị rất là nhiều VDS cũng vậy cũng khuyến nghị anh chị hai ba phiên gần đây và hiện nay chạy cũng khá là ok Hát, anh chị có thể xem đây có những cái nhận định như là ngày 17 tháng 2 đều có mua HAH hết những cái phiên này đều gợi ý mua HAH hết các anh chị nhé TMS TMS là cổ phiếu cũng đã gợi ý các anh chị mua nhé hiện nay nó chạy ok TSC nhé TSC cũng gợi ý các anh chị mua hai ba phiên gần đây và hiện nay chạy ok nằm giữ ok nhé DPM DPM thì uh, hiện nay nằm giữ chạy ok HCD hôm nay là điểm mua bùng nổ phần nền nhé các anh chị có thể mua được VPG thì uh cũng có thể mua được mặc dù nó không phải quá đẹp nhưng các anh chị mua cũng ok TVD TVD hiện nay chạy khá tốt nằm giữ ok nhé ACL ACL các anh chị xem lại cũng có nhé những cái phiên đây chúng ta đều có thể mua được vượt nền rồi và khối lượng thấp đều có thể mua gia tăng được VAF thì hôm nay để mua vùng nổ vượt nền nhé mua được VHC các anh chị có thể xem lại VHC có gợi ý các anh chị mua từ những cái ngày này để mua vùng nổ vượt nền sau đó chạy rất là ok nhé nằm giữ ok ASP ok nhé các anh chị nắm giữ ok TNG là làm nay thì mua đổi nền các anh chị có thể mua được Gil Gil thì gợi ý mua rất là nhiều các anh chị có thể xem tất cả những cái phiên này đều có hết những cái phiên như là 22 tháng 2 Hoặc những cái phiên như là 24 tháng 2 đều có các anh chị có thể xem 22 tháng 2 đều có Gil hết ví dụ rất nhiều điểm mua đây à, đúng không các anh chị có thể xem như này 22 đây là 22 nhé đúng không ạ đây, VHT6, HTG, VP, HA, ACL, Các anh chị mua những cổ phiếu này các anh chị đều có lợi nhuận hết, không bị gần như không bị lỗ cổ phiếu nào. Nhưng cổ phiếu này đều chạy rất ổn, đúng không? Thì đó là những cái ví dụ thì mình cũng giới thiệu lại cho các anh chị xem. Xin lỗi. Tiếp, DQC, DQC thì các anh chị cũng thấy khuyến nghị rất là nhiều và hiện nay chạy rất là ngon và bản thân mình cũng giữ cái cổ phiếu này nhé, cũng cho lợi nhuận của 35 phần Trước pet cũng cho lời là được 45 phần trăm. AGM à, chạy rất là tốt này MC các anh chị cũng thế nhé Ok nhé các cái phiên như này đều giới thiệu cho các cái điểm mua các anh chị có thể xem lại được ngày 24 tháng 2 sự thế mình không chắc không để cái nhóm ngành nó có mạnh hay không nhưng mà gần như là tất cả những cổ phiếu này chúng ta đều phát hiện ra hết nó không có gì là bí mật cả các anh chị cũng nhìn thấy 24 tháng, tháng 2 đúng không anh 24 tháng, tháng 2 đúng không ta đều có mua những cổ phiếu đây GSSC và PVD hiện nay đều chạy rất là ổn đúng không oi 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 thì nó hơi đồ thị nó hơi 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 lỏng một chút tuy nhiên nắm giữ thì ok vr hơi lỏng hơi lỏng và nó đóng trong phiên nó không rõ nó nằm hơi trung chiêng ở giữa những cái thanh ba như thế này thì chúng ta không tin lắm Đấy, PVC của phiếu rất là mạnh, các anh chị có thể xem là đều có những cái điểm mua vào ngày 23 tháng 2, đều có hết. Ừ, các anh chị có thể thấy. Hôm 23 sao lại không có ở đây nhỉ? Mua sao mình lại không 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 làm tổng hợp nhỉ không thấy đấy pvs thế nhá pvs đều là chạy rất là ok nắm giữ ok nhá pvd nhá pvd mấy điểm mua đều có thông báo hết đúng không ạ uh, pvt pvt nắm giữ rất là ok pto thì đó là những cái viên kim cương anh chị nhá vừa rồi tất cả những cái này là những cái viên kim cương viên kim cương ở đây thì mình sẽ tập trung vào những cái nhóm này này đấy thì tập trung vào những cái nhóm này này đấy đây là những kim cương này đây là nhóm kim cương này cái nhóm này thì yếu hơn một chút nhưng mà nếu chị sở hữu cũng rất là ok thì đây là những cổ phiếu gọi là đẹp nhất ngon nhất trên thị trường anh chị nhé thì thì anh chị thì mình cũng muốn chia sẻ với các anh chị mặc dù cũng nhấn mạnh vài lần rồi nhưng mà phải chia sẻ với anh chị là trên thị trường chứng khoán là 90% nhà đầu tư là mất tiền do vậy nếu chúng ta tiếp cận theo cái cách giống như 90% những nhà đầu tư khác thì mình khẳng định là anh chị sớm muộn thì anh chị cũng sẽ mất tiền có thể vào những giai đoạn cơ hội tốt ví dụ như cái giai đoạn đẹp nhất từ 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 từ, từ tháng 4 năm 2020 khi mà Covid đến đúng không ạ nếu các anh chị mua từ đây thì có thể đến đây thì các anh chị vẫn kiếm được lợi nhuận nhưng đâu đó một số anh chị đã phải rời bỏ chị trường chứng giai đoạn này rồi tiếp theo những anh chị lạc quan có thể kiếm được tiền đến đây nhưng mà đâu đó những cái giai đoạn như này cũng rất nhiều nhà đầu tư mất tiền mình khẳng định là vậy bởi vì mình nhìn các anh chị xem kênh hoặc các anh chị comment hoặc các cái mức độ sôi động của các anh chị ở các kênh chứng khoán mình biết nếu giai đoạn nào các anh chị hào hứng là những giai đoạn thị trường lên rất là mạnh sau đó rất nhiều anh chị mất tiền và cả phải chán thị trường chứng khoán thì nếu mà chúng ta tiếp cận theo cách giống như những nhà đầu tư thông thường thì mình khẳng định là các anh chị sớm muộn các anh chị mất tiền do vậy là để chúng ta đầu tư Tất nhiên là có nhiều phương pháp, mình không quá gọi là đề cao một cái phương pháp nào cả. Cho dù là chúng ta đầu tư giá trị hay đầu tư kỹ thuật thì cũng đều phải có cái cách tiếp cận và có cái cách giao dịch nó thực sự nó hợp lý, nó sáng tạo và nó phải riêng biệt và phải loại bỏ cái cảm xúc của mình đi. Loại bỏ cảm xúc của mình đi nhé. Yeah. Dài hạn thì là dài hạn một cách đến nơi đến chốn, còn ngắn hạn thì phải có cái cách giao dịch logic, triết học và toán học hợp lý Loại bỏ tất cả những cảm xúc đi thì chúng ta mới có thể chiến thắng được chứ không thì theo mình thấy cũng rất là khó thì hy vọng với những cái thông tin chia sẻ ở đây thì giúp ích cho anh chị phần nào trong việc quản trị cái danh mục đầu tư của mình và mình cũng sẽ dần dần có những thời gian mình sẽ chia sẻ những cái cách tiếp cận đầu tư các cái cách phân tích lựa chọn cổ phiếu để dần dần cho anh chị có thể có những cái sự lựa chọn tốt hơn và có những cái niềm tin hơn và mình cũng sẽ giải thích là tại sao mình lại lựa chọn những cổ phiếu này mà không phải là những cổ phiếu khác và tại sao mình chỉ muốn cho anh chị thật sự ngắn gọn để có những cái sự tập trung đầu tư, tránh chúng ta lan man, tránh chúng ta lan man anh chị nhé. thì hy vọng là phần nào sẽ giúp ích cho anh chị trong hoạt động đầu tư của mình, cũng như là hình thành và phát triển các cái triết lý cách tiếp cận đầu tư chứng khoán. thì uh, hy vọng các anh chị ủng hộ kênh, tiếp tục ủng hộ kênh, uh, like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán để mở rộng cái cộng đồng của kênh cổ phiếu Kim Cương, cũng như là hy vọng các anh chị uh, sắp cái kênh và nhấn nút quả chuông này nhận các cái bản tin mới nhất từ cổ phiếu kim cương à, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn